Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Rạng sáng qua, Arsenal có cuộc tiếp đón Manchester City trên sân nhà. Pháo thủ sớm bị Raheem Sterling chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 2. Và đến cuối hiệp 1, đội bóng của Mikel Arteta mới có thể giành được quyền kiểm soát bóng. Nhưng họ gần như không tạo ra được một chút sóng gió nào về phía khung thành của Ederson. Thủ quân Aubameyang một lần nữa lại gây thất vọng tràn trề. Chân sút người Gabon hoàn toàn tắt điện mỗi khi phải đối đầu với Joe Stone. Tưởng chừng như cú hat-trick vào lưới Leeds United ở vòng đấu trước sẽ giúp số 14 lấy lại sự tự tin. Nhưng sau đó anh lại thể hiện một bộ mặt vô cùng bạc nhược ở trận đấu với Benfica hồi giữa tuần và vào trận đấu đêm qua. Nhận định về Aubameyang, Remy Redknapp cho biết Aubameyang đã đi qua thời kỳ đỉnh cao của anh ấy cũng có thể có những khoảnh khắc, những cú lập hat-trick. Khi tôi quan sát, anh ấy dường như mất đi siêu năng lực. Bạn từng thấy trong quá khứ anh ấy sử dụng tốc độ qua người khi mới đến Premier League, giống như đã làm ở Dortmund. Bây giờ tôi thấy Aubameyang dễ bị bắt nạt. Anh ấy là đầu tàu của câu lạc bộ, giống những cầu thủ như Bukayo Saka hay Emile Smith Rowe phải tiến bộ hơn. Chân sút người Gabon chỉ mới ghi được 8 bàn thắng và cung cấp một đường kiến tạo sau 21 lần ra sân tại Premier League mùa này. Cuộc thu hùng tâm điểm của loạt trận vừa qua đã khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho Manchester City. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này nhé. Thứ nhất, lợi thế sớm cho các vị khách. Manchester City đã sớm có được lợi thế nhờ bàn thắng ngay từ phút thứ 2 mà Raheem Sterling thực hiện. Đó là phát bóng mà những trượt trọc trong hệ thống phòng ngự của Arsenal, quả tạt chuẩn xác của Real Madrid cùng với pha bật cao đánh đầu chuẩn mực của Sterling, tất cả đã cùng nhau khiến cho mảnh lưới của Beleno rung lên. Thứ hai, Manchester City không cần một số 9 thực thụ. The Citizen không có một số 9 đích thực nào trong đánh xuất phát khi cả Gabriel Jesus lẫn Sergio Aguero đều ngồi dự bị. Nhưng các tiền vệ của họ lại luôn phiên sắm vai các tiền đạo ảo một cách đầy hiệu quả. Bất cứ một cái tên nào nơi tuyến giữa của nhà đương kim áo quân Premier League cũng đều có thể đột ngột xâm nhập vòng cấm đối phương và tạo ra sóng gió cho cầu môn của đội chủ nhà. Thứ ba, màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của Martin Odegaard. Martin Odegaard đã được huấn luyện viên Mikel Arteta tin tưởng trao suất đá chính trong trận đấu quan trọng gặp Manchester City. Dù vậy, những màn trình diễn của chàng trai người Na Uy là tương đối nhạt nhòa. Trong một thế trận mà pháo thủ không phải là những người chiếm thế thượng phong ở khâu kiểm soát bóng, nhưng phẩm chất của Odegaard đã không có cơ hội để thực hiện. Thứ tư, Arsenal quá thiếu đòn tấn công. Sự bế tắc của Martin Odegaard trong vai trò số 10 cũng phản ánh bộ mặt tấn công của Arsenal trong 90 phút vừa qua. Đội bóng áo đỏ không có bất cứ bài vở nào thực sự đáng chú ý. Ngoài việc trông chờ vào những pha leo biên tốc độ của Kieran Tierney hay sự bùng nổ đến từ Bukayo Saka trong các tình huống chuyển trạng thái. Thứ năm, hai tình cảnh trái ngược sau đại chiến. Sau màn so tài vừa qua, hai câu lạc bộ đang ở vào những tình cảnh hoàn toàn đối lập nhau. Man City tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 18. Còn với Arsenal, đó là trận thua thứ 3 trong 4 vòng đấu gần nhất tại Premier League. Lúc này, The Citizen đã có 59 điểm. Ở chiều ngược lại, pháo thủ chỉ mới có 34 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 10. Arsenal đã nhận trận thua 0-1 trước Manchester City ngay trên sân nhà Emirates tại vòng 25 ngoại hạng Anh. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này chính là Raheem Sterling sau một cú đánh đầu đẹp mắt ở ngay phút thứ 2. Thất bại này khiến cho The Gunner tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 34 điểm trong tay. Còn với Man Xanh, họ đã có được 59 điểm và vẫn duy trì khoảng cách 10 điểm so với hai đối thủ bám đuổi là Manchester United và Leicester City. Sau trận đấu, tiền đạo Nicolas Pepe đã có những phân tích về trận thua bạc nhược của đội nhà trước nửa xanh thành Manchester. Chúng tôi đã gặp vấn đề trong việc tập trung trong suốt trận đấu. Đó quả là một điều mà tập thể phải cải thiện trong trận đấu tới. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội song không thể tận dụng được. Có một vài tình huống mà đáng lẽ ra Arsenal sẽ có thể làm tốt hơn, nhưng bàn thắng vẫn không đến. Trong khi đó, huấn luyện viên Mikel Arteta bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết các cầu thủ đã chơi không tốt, họ để cho đối phương liên tục dồn ép, cầm bóng trước vòng cấm và đỉnh điểm là tình huống phòng ngự hớ hanh để cho Sterling đánh đầu ghi bàn. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.